Trên trang cá nhân, Sơn Tùng FTP đã bất ngờ tung poster hé lộ ca khúc mới mang tên Chúng ta của tương lai. Thông tin này ngay lập tức gây sốt mạng xã hội và khiến nhiều người hâm mộ của nam ca sĩ gốc Thái Bình vô cùng phấn khích. Tối ngày 19 tháng 2, bức ảnh Sơn Tùng hé lộ Chúng ta của tương lai trên fanpage chính thức của anh nhận được hơn 150.000 lượt tương tác trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cùng lúc, fanpage của diễn viên Hải Tú cũng đăng bức ảnh tương tự. Những ngày gần đây, Hải Tú và Sơn Tùng liên tục có những status được cho là nhá hàng về MV mới này. Hình ảnh được Sơn Tùng MTP đăng tải là một không gian vô định với nhiều luồng ánh sáng. Tuy nhiên, nhiều người đưa ra dự đoán rằng sản phẩm mới có thể là một sự tiếp nối của dự án Chúng Ta của Hiện Tại. Ca khúc được Sơn Tùng MTP ra mắt vào năm 2020. Nếu điều này là sự thật thì cuối cùng sau 3 năm, nam ca sĩ cũng đã có một tác phẩm tiếp theo thuộc album Chúng Ta. Thời gian gần đây, Sơn Tùng MTP liên tục có những dòng trạng thái ẩn ý về MV mới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, những thông tin khác như diễn viên, nhà sản xuất vẫn chưa được hé lộ. Chúng ta của tương lai có cái tên liên tưởng đến chúng ta của hiện tại, ca khúc từng thành công của Sơn Tùng vào năm 2020. Chúng ta của hiện tại là bản ballad do Sơn Tùng sáng tác, gây sốt trên nhiều nền tảng. MV của ca khúc dài 14 phút 50 giây, hiện có 106 triệu lượt xem trên YouTube. Do tên gọi có sự tương đồng, nhiều khán giả phán đoán chúng ta của tương lai sẽ tiếp tục là một bản ballad của Sơn Tùng MTP với nội dung tiếp nối chúng ta của hiện tại với cách quảng bá bài bản hiện tại có thể đây là một mv được đầu tư sau khi sơn tùng công bố tên sản phẩm mới nhiều khán giả đã tìm xem lại đoạn kết của mv chúng ta của hiện tại trong đó có cảnh nhân vật của anh gặp nạn sau đó thức dậy ở một thế giới tương lai dường như đang ở trên một con tàu du hành vũ trụ